Hi, Ben. Hey, Tracy, what's up? Oh, sorry, I'm late. Hey, that's okay. No worries. Oh, I take after my mom. She's always late, too. Like mother, like daughter. Who do you take after? Well, I can also be late, like my mom, but when it comes to looks, actually, kind of take after my dad. I'm the spitting image of him. Here, I'll show you really? A picture. Here, look, see? I'm just as handsome as him, right? Actually, I think he is more handsome than you. You like that hairstyle? Yes. Trong tiếng Việt thì chúng mình có câu là giỏ nhà nào qua nhà nấy. Chỉ việc là chúng ta có những đặc điểm ngoại hình hoặc là tính cách giống với ba mẹ hoặc là người thân của mình. Tiếng Anh thì cũng có một cụm từ tương tự, đó là take after somebody. Ví dụ như là I take after my father, có nghĩa là tôi giống với bố của tôi. Thế còn cha nào con nấy thì sao nhỉ? Like father, like son, hoặc là like mother, like daughter. Nếu như là mình muốn nói là mình giống hệt một người nào đó, mình y như là bản sao của người ta vậy, thì chúng ta sẽ có cụm là spitting image of somebody. Ví dụ như là mình muốn nói là mình giống hệt với bà của mình, giống y như đúc, thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, I'm the spitting image of my grandma. So, Tracy, what do your parents do? They are teachers. Okay. My dad is a science professor and my mom teaches English. Oh, okay, just like you. Yes. So the apple doesn't fall too far from the tree. Yeah. Nice. What do your parents do? So my mom is a teacher as well. My dad is a programmer. So he's always writing code and programs. You know, but he's kind of a nerd, you know, and I'm really cool. So the apple fell far? Very, very far. Very far from the tree. Yeah. Yes. The apple doesn't fall far from the tree. Quả táo thì không rơi xa cái cây được. Các bạn đừng hiểu theo nghĩa như thế nhé. Thực ra câu này có nghĩa là một đứa trẻ sẽ thừa hưởng những phẩm chất, tính cách hoặc là tài năng giống với ba hoặc là mẹ mình. Trong tiếng Việt thì chúng ta có câu như là hổ phụ sinh hổ tử hoặc là con nhà nòi cũng có nghĩa tương tự. Chúng ta cùng lấy một ví dụ nhỏ nhé. As a kid, her daughter showed her musical talent, proving that the apple doesn't fall far from the tree. Có nghĩa là từ nhỏ thì con gái cô ấy đã sớm bộc lộ được tài năng âm nhạc, chứng tỏ là hổ phụ sinh hổ tử. So, what are you doing this weekend? My family is going to have a picnic in the park and we'll probably play some football there too. Oh, nice. Do you play a lot of football? Yes, all the time. So, a love of sports runs in your family? Yes, for everyone except my sister. She's the black sheep. You know, she doesn't like to play sports. Oh, I got it. So I'm the black sheep of my family because I do like to play sports. The rest of my family likes to watch TV, but I like to go out and do stuff, so. Khi mình nói cái gì đó run in the family, có nghĩa là thứ đó chạy trong gia đình như là một đặc tính, một thứ di truyền. Thành viên này có thì thành viên khác cũng có. Ví dụ như là intelligence seems to run in my family. Có nghĩa là trí thông minh thì được di truyền trong gia đình của tôi. Alright guys, thank you so much for watching and we're gonna see you again very soon for the next video. But before we go, in the comments, put a trait or something that runs in your family, or if you're a black sheep, tell us why. Comment. Nếu các bạn muốn Elite làm thêm về chủ đề gì nữa thì hãy bình luận phía dưới cho bọn mình biết nhé. Alright, see you later. Goodbye. Bye,